Sau một thời gian được giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IEMS 2024, mới đây Hyundai Motor đã chính thức nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu Kona Electric tại thị trường Đông Nam Á, mức giá dự kiến khoảng 780 triệu. Dự đoán mẫu xe này sẽ sớm ra mắt Việt Nam trong thời gian tới. Hiện thông tin chi tiết về Hyundai Kona EV tại Đông Nam Á vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường quốc tế, Kona Electric sẽ được bán ra với hai phiên bản là Standard Range và Long Range xe sở hữu kích thước chiều dài 4.355mm, rộng 1.825mm và cao 1.550mm, trục cơ sở dài 2.660mm. Hyundai Kona Electric 2024 mới có kích thước ngang ngửa với VinFast VF6, nhưng chiều dài cơ sở ngắn hơn 70mm mang dáng dấp hiện đại, thời thượng. Điểm khác biệt nhất giữa bản điện và bản dùng động cơ đốt trong chính là khu vực đầu xe. Xe được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, tích hợp cổng sạc. Tiếp đến là dải đèn LED chạy ngang đổ xe, với các bóng vuông thiết kế dạng điểm ảnh được gọi là Pixelay từ Simler Horizon làm thay vì liền mạch như bản thường. Mặt ca lăng trên bản này được làm thấp hơn. Cản sau, mâm 19 inch và đèn hậu đều được thiết kế theo chủ đề Parametric Pixel, theo cách gọi của Hyundai. Bên trong cabin, Kona Electric 2024 vẫn mang thiết kế như trên bản thường với phong cách hiện đại và kỹ thuật số hóa. Theo đó, xe được trang bị màn hình cong, kết hợp bằng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12.3 in. Cần chuyển số điện tử này được bố trí sau vô lăng tạo thêm sự gọn gàng hơn. Trong khi núm xoay chọn chế độ lái được đặt ở trên cụm điều khiển trung tâm, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí CCNC thế hệ tiếp mới, hỗ trợ các tính năng dành riêng cho ô tô điện, như tối ưu hóa hệ thống đèn nội thất, sưởi ấm làm mát pin, điều hòa nhiệt độ để tiết kiệm điện và lên lộ trình cho xe. Một số tiện ích nổi bật khác có thể kể đến trên mẫu xe chạy điện này gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái H12 in, hệ thống âm thanh Bose, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, tự động thanh toán khi qua trạm thu phí, cổng sạc tích hợp đèn và chống đóng băng vào mùa đông. Cung cấp sức mạnh là hai tùy chọn động cơ điện. Thứ nhất là bản Sendering, được trang bị một động cơ điện cho công suất 153 mã lực và 255 Nm mô men xoắn, đi kèm bộ pin 48 kW, cho phép xe chạy được quãng đường 370 km. Trong khi đó, bản Long Linh lại dùng động cơ điện mạnh 214 mã lực và mô men xoắn 255 Nm kết hợp với bộ pin 65 kW, phạm vi hoạt động tối đa 490 km. Về trang bị an toàn, Hyundai Kona Electric 2024 sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như hỗ trợ phòng tránh đâm va phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ điểm mù và phòng tránh đâm va, cảnh báo an toàn khi rời xe, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh cảnh báo độ tập trung của người lái và hiển thị điểm mù hỗ trợ pha cao tự động bên cạnh đó xe còn được trang bị tính năng kiểm soát hành trình thông minh kiểm soát hành trình dựa trên định vị dẫn đường thông minh hỗ trợ bám theo làn đường và hỗ trợ lái xe trên cao tốc hiển thị xung quanh